cục cưng. Vậy đi, nhổ cả đi mà. Đây con, đây. Đây, tiểu nè, đây. Đây. Đây ham, thầy mở cửa nè. Đi không? Viết lên. Viết lên, viết lên. Viết lên. Để sư phụ còn vô sư phụ tụng kinh nữa. Lẹ lên. Sư phụ tụng kinh là sư phụ đọc sách, sư phụ giảng nữa con. Viết lên đi, viết lên đi. Đó con già, con đi chậm chậm sư phụ ơi. Nghe con sư phụ ơi, phụ để cho con đi chậm chậm đi. Hôm nay con mặc áo đỏ đó sư phụ. Sư phụ cho con mặc áo đỏ đó. Rồi xuống nổi không? Ờ, xuống nổi xuống đi. Đó. Sáng trời lạnh quá, quá vậy để cho tôi lấy cái mão mới được. Lạnh quá. Giờ này là âm 1 độ, 2 độ gì của Việt Nam. 27, 28 độ hà. 27, 28 độ Mỹ á. Có nghĩa là âm 1, 2 độ của Việt Nam. Nó thấy chưa? Các vị thấy nó yên tĩnh không? Người tu là phải dậy sớm á, không phải là gì ngoài đời cũng vậy nữa. Nếu các vị chịu khó dậy trước khi mặt trời mọc như vậy thì con người nó có vẻ nó hơi thông minh. Còn mà nếu mà chúng ta mà dậy sau mặt trời mọc á, thì con người nó hơi đần đần. Mà đần đần thì thường hay cãi bướng. Mấy người mà đần đần nó hay cãi bướng. Mà cãi bướng chứ nó không có khôn. Còn mấy cái người mà người ta ngủ dậy trước cái giờ mặt trời mọc á thì người ta thông minh mà người ta không có cãi bậy, không có cãi bướng. Các vị nhớ đó, những cái khoa học rất là hay. Cho nên tại sao ngày xưa Đức Thế Tôn dạy cho quý thầy là phải ngủ trước khi minh tướng xuất hiện. Minh tướng xuất hiện là trước khi mặt trời mọc. Hồi thời Đức Phật thì dùng cái danh từ là minh tướng. Sao xong chưa cục cưng? Hả? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa con? Đi vô, à, xong rồi vô. Xong rồi thì vô. Tội nghiệp. Xong rồi thì đi vô ha. Hai món thể dục vũ đi, vũ đi. Nay con mặc áo đỏ đó sư phụ ơi, cô bác ơi. Nay sư phụ cho con mặc áo đỏ. Mấy cô cưng ma cho đủ áo trơn hả? Phải không? Ngoan không? Ngoan vậy đó, biểu sư phụ được cưng cho được, học cưng cho được, phải không con? Vũ cái, vũ sư phụ coi cái, cho mấy cô coi cái. Vũ, vũ, vũ. Vũ cái. À, lạnh quá, thở hì hì. Vậy mà biểu sư phụ cũng cưng cho được, phải không? Đó, vũ cái con, vũ, 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 lấy cái giò vũ qua vũ lại coi, vũ, sử dụng coi, sử dụng, sử dụng, đây, đó, vũ, sử dụng. Về mà biểu không cân sẽ được. Rồi, giờ thôi lạnh quá đi vô đi con. Lạnh quá đi vô. Nhưng tôi làm bộ tôi đứng ở ngoài nè, đứng ngoài cái nó không chịu đi nè, nó tình nè. Đứng ngoài cái không chịu đi nè, quay ra lời trình nè. Đâu rồi? Thôi đứng ngoài bỏ rồi, bỏ xe xe rồi, bỏ rồi. Bỏ rồi. Thấy không? Chạy đó lại thấy không? Chạy đó lại thấy không? Bỏ rồi chứ phụ bỏ rồi. Bỏ luôn rồi, bỏ nhà của mình nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Bỏ luôn rồi, bỏ nhà của mình rồi. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, ra đi kiếm nè, các bạn thấy không?
Biết về phim. Mở nhãn mình ơi. Đó. Mở coi nhãn mình ơi. Thấy dễ thương không? Dây mà biểu không thương sao được. Hắn con. Dây mà biểu đừng thương sẽ xê sao được. Sẽ xê ngoan vậy đó. Bởi vì mấy cô cưng sẽ xê lắm á. Đủ loại sách chùa bông thơm hết trơn, đủ loại quần áo hết trơn, hay ta xe ha, xe cưng lắm á, hay ta cầu cưng cho xe lắm á, muốn gì, nói đi, muốn gì nói đi, hứ hứ là ý con muốn gì, hứ hứ hứ, muốn gì nói đi, tại sao con ăn đỏ tùm lum này nè hả nè, đi ra lượm vô, lượm vô, đi ra lượm vô, ăn đỏ tùm lum này ra lượm vô đi nè, ra lượm vô, ra lượm vô đó nè, đây nè, con ăn đỏ cả thấy chưa, thấy không, lượm vô, cái kiếp sau nghèo chết luôn, lượm vô, nghe lời sư phụ, lượm vô, ăn đỏ lượm vô, lượm không lượm, không lượm nè. Con không thích ăn cái đó sư phụ ơi, con thích ăn cái đó mà sư phụ ăn cái đó cái bò luôn đổ vậy đó, đổ vậy đó, đổ đó, thấy không, thấy không, lụm vô không, ăn đổ tùm lum vậy đó. Tao giảng coi, giảng coi cái lưng, cái lưng, cái lưng. Biết nghe cô ơi, con biết nghe, nhưng mà tại vì con già đó cô, con già là nhiều khi con làm biến á, con làm biến chứ con biết nghe cô ơi, cô Mỹ Nhu ơi, nhưng mà khi con già con làm biến đó cô Mỹ Nhu. Thấy không? Nè, nó nghiệp lắm, giờ là cái cho ra đi tiểu vậy đó. 6 giờ sư phụ tụng kinh nha, giờ 5 giờ 40 rồi, sư phụ bữa nay sư phụ giảng nữa nha. Cho nên phải tự tắt khe cho mình nghe không? Nghe không? Đứng dậy coi, đứng dậy cho mấy cô coi, coi đứng ngay ngắn coi. Làm giả luôn. Tiêu lắm, tiêu, tiêu lắm, tiêu lắm, tiêu lắm, tiêu lắm, tiêu lắm, tiêu lắm. Nó kể, nó chứ, nó cũng đã không có buồn, không có buồn. Có buồn thì chửi nó đâu biết gì đâu. Con người chửi nó giận. Con vật chửi nó đâu có biết gì đâu. Đừng có đánh, đừng có đánh con thôi. Còn sư phụ vô chửi con, vô sư phụ cứ chửi đi. Mẹ sư phụ đừng có đánh con đau thôi, nghe con hen. Mẹ sư phụ đừng có đánh con đau là được rồi. Còn sư phụ muốn chửi con nhiêu con nghe hết đó sư phụ. Nghe hết đó sư phụ. Mẹ sư phụ đừng có đánh con được rồi, nghe con hen. Nghiệp ngoan. Cưng ngon hen. Nhận chút thôi. Rồi đừng có đánh con thôi, là sư phụ chửi con nghe hết nha. Sư phụ chửi con nghe hết nha sư phụ ơi. Đó, đó, giận rồi, đó, 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 đó. Hai giờ chuẩn bị tụng kinh một chút. Rồi còn giảng nữa quý vị ơi. Tối qua tôi ngủ được. À, ngủ được rồi, không có lo sợ gì hết. Làm xong công việc từ thiện, lo việc xong tự nhiên thấy nó an. Mấy ngày liền đó, nó khó ngủ, nhưng qua ngủ được rồi.
thì tụng kinh